Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, thừa nhận môi trường kinh doanh có nhiều cải thiện, nhưng nhiều chuyên gia vẫn cho rằng tốc độ cải cách vẫn chậm, điều kiện kinh doanh vẫn là gánh nặng đối với nhiều doanh nghiệp. Việc nhận diện và tiến hành cắt bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh là việc làm cần thiết và rất tốt. Nhưng quan trọng hơn cả là cần có sự giám sát việc thực thi cắt giảm, đơn giản hóa những điều kiện kinh doanh đó trên thực tế có đúng như vậy hay không. Các chuyên gia cũng nhận định, để nâng cao hiệu quả của việc cắt giảm điều kiện kinh doanh thì tiến trình rà soát, cắt giảm không nên giao cho các vụ, cục của các bộ ngành thực hiện, bởi họ chính là bộ phận có quyền cấp phép thì sẽ không có động lực để cắt giảm. Vậy là tiến trình thực hiện cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh đang có những chậm trễ nhất định và rõ ràng như vậy có cơ sở để lo lắng về việc khó đạt được mục tiêu năm 2018 cắt giảm được tối thiểu 50% điều kiện kinh doanh mà chính phủ đã đề ra. Chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này với chủ đề tiến trình thực hiện cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh vẫn còn chậm sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, thời gian qua, giới truyền thông công bố rầm rộ về việc các bộ cắt giảm điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mới chỉ có Bộ Công Thương cắt bỏ 675 điều kiện kinh doanh bằng Nghị định 08. Trong khi đó, thì các bộ ngành khác đang ở quá trình rà soát, không phải là cắt bỏ. Và đó mới chỉ dừng lại ở mức đề xuất và mới chỉ là lời hứa, còn chưa có bộ nào thực sự ra tay cắt giảm. Đó là ý kiến của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trong buổi làm việc với 17 bộ ngành cuối tháng 5 vừa qua. Rõ ràng việc cắt giảm điều kiện kinh doanh vẫn đang trong vòng luẩn quẩn của việc rà soát, xem xét và đề xuất mà chưa có một việc làm thực chất nào. Và đồng nghĩa với đó là doanh nghiệp vẫn đang hàng ngày phải gánh chịu những điều kiện kinh doanh thừa, vô lý và thậm chí là bắt bí. Mời quý vị đến với phóng sự tổng hợp sau đây của chúng tôi. Nghị quyết 19 năm 2018 vừa mới ban hành hồi trung tuần tháng 5 vừa qua đã đề ra mục tiêu phải hoàn thành việc bãi bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh trong năm 2018. Tuy nhiên, hiện nay tiến độ thực hiện yêu cầu này còn khá chậm ở các bộ ngành. Cụ thể, nếu các bộ ngành hoàn thành việc cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ, thì đến hết năm 2018, dự kiến sẽ có khoảng 1.968 điều kiện kinh doanh được cắt bỏ và đơn giản. Tuy nhiên, tính đến hết quý 1 năm 2018, mới chỉ có 738 điều kiện kinh doanh được cắt bỏ và đơn giản hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương và Bộ Thông tin và Truyền thông. Như vậy ở đây có 3 nhóm. Một là nhóm thứ nhất là đã hoàn thành, đang chạy tiếp vòng 2. Nhóm thứ hai là đã có nghị định và đã trình lấy ý kiến thành viên chính phủ, phải là giai đoạn cuối. Nhóm thứ ba là có nghị định và đang xin ý kiến các bộ. Nhóm thứ tư mới có phương án để nhưng chưa có nghị định. Nhóm thứ năm chưa làm gì cả. Và thực tế hiện nay, nhiều bộ ngành vẫn còn chưa tiến hành rà soát hoặc chưa có phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Thậm chí, có bộ còn đề nghị giữ nguyên toàn bộ điều kiện kinh doanh mà không tiến hành cắt giảm, đơn giản hóa một điều kiện nào. Cụ thể, hiện có 5 bộ đã có dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh nhưng chưa trình chính phủ là Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Có 4 bộ đã rà soát, có phương án nhưng chưa xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, còn 4 bộ chưa rà soát hoặc chưa có phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính là Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng. Và riêng Bộ Công an đề nghị giữ nguyên 65 điều kiện kinh doanh hiện có. Thực tế này đặt ra quan ngại về khả năng hoàn thành mục tiêu cắt bỏ 50% số điều kiện kinh doanh trong năm 2018. Điểm thứ nhất, nếu như xét về mặt tiến độ, thì tôi cho rằng là nếu như ở giai đoạn này mà mới chỉ dừng lại được ở công bố cái gọi là phương án đơn giản hóa và thậm chí vẫn còn đang trong quá trình thảo luận thì rõ ràng là sẽ phải mất thêm một khung thời gian nữa mới có thể biến những cái thứ gọi là từ phương án đơn giản hóa xuống thành hiện thực, bởi vì chúng ta phải có những hành động pháp lý. Thế thì như vậy xét về mặt thời gian thì tôi cho rằng là nếu như các bộ ngành mà không tích cực quyết liệt
thì rõ ràng có thể phải kéo đến tận cuối năm nay mới chúng ta mới hình dung ra là cái gọi là dự kiến cắt giảm mới có tác động trên thực tế. Và điều này cũng đặt ra lo ngại, các nghị định sửa đổi điều kiện kinh doanh khó có thể kịp ban hành vào thời điểm 31 tháng 10 năm 2018 như yêu cầu của chính phủ. Kết quả về cải cách thủ tục hành chính có chuyển biến, nhưng nhiều nơi vẫn bỏ 1, tăng 10. Đó là chưa kể, nếu những luật sắp tới được ban hành, nếu không thay đổi, vẫn theo lối đưa ra các điều kiện kinh doanh can thiệp vào hoạt động của doanh nghiệp, thêm các giấy phép con, cháu, thì có nghĩa là doanh nghiệp chưa kịp hoạt động tốt đã bị đào thải khỏi thị trường. Thậm chí, khi mà quá trình cắt giảm điều kiện kinh doanh còn đang chậm, đang bị chững lại, thì doanh nghiệp hàng ngày vẫn bị khổ với muôn vàn điều kiện kinh doanh vô lý, thậm chí là những điều kiện kinh doanh mới mọc thêm. Có thể lấy ví dụ, quy định hàm lượng bổ sung muối iốt theo yêu cầu của Bộ Y tế ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất. Do iốt dễ oxy hóa và biến chất trong quá trình chế biến, ảnh hưởng đến màu sắc, mùi vị, cảm quan của sản phẩm, nên ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Hơn nữa, iốt rất dễ bay hơi, có thể tại thời điểm sản xuất thì có iốt, nhưng khi đến kiểm nghiệm, chất này lại bốc hơi gần hết, không thể hiện trong kết quả kiểm tra. Và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã từng chỉ đạo gỡ vướng cho doanh nghiệp, không yêu cầu phải sử dụng muối iốt tại các nhà máy chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp có sử dụng muối trong chế biến đều phải sử dụng muối có tăng cường iốt. Hoặc có những quy định đang tồn tại cũng khiến nhiều doanh nghiệp bức xúc như theo thông tư số 26 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản, thì các lô hàng nhập khẩu của doanh nghiệp đều phải kiểm dịch tại cửa khẩu nhập hàng và khi có kết quả kiểm dịch mới được phép đưa hàng về kho. Có những lô hàng đã được Mỹ, châu Âu cấp phép, nhưng về đến Việt Nam vẫn bị kiểm định, nằm hàng chục ngày ở cảng. Do đặc thù của hàng đông lạnh, nếu để lâu ở ngoài cảng thì ngoài tốn chi phí lưu kho bãi, thì có thể ảnh hưởng đến chất lượng của hàng đông lạnh. Và thậm chí, như doanh nghiệp này, là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, hàng ngày xuất đi hàng chục container hàng qua các cảng, nhưng đã bao lâu nay, doanh nghiệp này vẫn phải chịu cái cảnh làm các thủ tục không những lặp đi lặp lại, mà thậm chí những thủ tục này dường như chẳng có ý nghĩa gì. Hiện tại thì khi mà đưa công ra cảng thì cũng rất là thuận lợi. Tuy nhiên chúng tôi còn có một số giấy tờ mà chúng tôi cảm thấy là nó không cần thiết. Ví dụ như là cái giấy tờ mà xác định trọng lượng của container, thì tôi nghĩ là ở ngoài cảng có đầy đủ trang thiết bị để xác định trọng lượng thực tế của cái công hàng của chúng tôi là bao nhiêu rồi. Cho nên việc xác định chúng tôi phải ký lên những cái tờ giấy xác định trọng lượng của công đó là nó vô nghĩa. Ví dụ như trọng lượng chúng tôi mà quá công thì bên ngoài cảng có quyền chặn lại, không cho công đi. Như vậy thì cái tờ giấy mà xác định trọng lượng công chúng tôi, hiện tại bản thân doanh nghiệp chúng tôi cũng không hiểu là nó có tác dụng gì giúp cho bên ngành ngoài cảng để xác định được cái công hàng của chúng tôi. Và những chủ doanh nghiệp kiểu này bị rơi vào cảnh giờ khóc giờ cười bởi những quy định vô lý. Thì những cái giấy tờ này theo quy định là chỉ có giám đốc công ty ký thôi. Như vậy thì mỗi một ngày chúng tôi xuất từ 15 đến 20 công đi. Như vậy mỗi một công chúng tôi phải ký hai tờ giấy và ký ở bốn vị trí. Và tôi cũng không có được phép đi đâu hết, ngày nào cũng phải ở trực ở trong công ty ít nhất nửa ngày. Nhưng thậm chí, khi mà những câu chuyện này đang còn gây bức xúc, những điều kiện kinh doanh đang tồn tại vô lý, đang được kiến nghị cắt bớt, thì vẫn lại có những điều kiện kinh doanh vô lý khác mọc lên. Và đó là nỗi lo mà các doanh nghiệp và các chuyên gia cảnh báo. Và câu chuyện điển hình đang gây bức xúc đó là dự thảo nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối của Bộ Công Thương mới đây. Trong dự thảo có các quy định như siêu thị, trung tâm thương mại phải mở cửa tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ lễ, tối thiểu từ 10 giờ đến 22 giờ. Mỗi năm, các siêu thị, trung tâm thương mại chỉ được tổ chức 3 đợt bán hàng giảm giá được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền và mỗi đợt giảm giá phải diễn ra tối thiểu 30 ngày. Siêu thị tiêu chuẩn phải có diện tích kinh doanh từ 250m2 đến dưới 10.000m2
và phải phân bố ít nhất 30% gian hàng cho các sản phẩm có nguồn gốc từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Những quy định trên trong dự thảo của Bộ Công Thương đã vấp phải ý kiến phản đối của những người quan tâm đến cải cách. Quy định rằng là các siêu thị, trung tâm thương mại phải mở cửa tối thiểu từ 10 giờ sáng cho đến 22 giờ đêm. Thì một quy định như vậy thì cũng không rõ là cái mục tiêu để làm gì và thông điệp chính sách là như thế nào. Điểm thứ nhất là dự thảo quy định về cái việc là đối với hệ thống siêu thị thì phải 30% cái diện tích trưng bày là phải dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Cái này thì tôi nghĩ nó cũng về cái việc để thực thi được cái việc này ấy, nó rất là khó. Ở cái điểm là khi mà hàng hóa mà vào hệ thống siêu thị chúng tôi ấy, thì chúng tôi không có nghiêng về một cái doanh nghiệp nào hoặc là nghiêng về một cái hình thức kinh doanh nào của các nhà cung cấp, mà chúng tôi chỉ căn cứ vào các cái hàng hóa của cái nhà cung cấp đó đưa đến cho chúng tôi có đầy đủ theo những cái quy định của hệ thống siêu thị đặt ra không, về cái việc là giấy tờ rồi vệ sinh an toàn thực phẩm rồi những cái quy định khác của nhà nước để mà chúng tôi cập nhật cái hàng hóa đó. Chính vì vậy mà cái quy định này thì tôi cho là nó không khả thi đối với hệ thống siêu thị cũng như là các trung tâm thương mại. Tôi cũng chỉ sợ rằng là chúng ta biết là cắt giảm điều kiện kinh doanh thì là một phần, nhưng mà hàng ngày hàng giờ thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có những điều kiện kinh doanh mới được ban hành. Cái mà tôi lo lắng hiện nay là chúng ta chưa thực sự có một cái kênh kiểm soát có hiệu quả những cái điều kiện kinh doanh mới ban hành. Khi mà tiến trình cắt giảm điều kiện kinh doanh còn đang bị đặt vào tình trạng báo động về sự chậm trễ, thì vẫn có nhiều điều kiện kinh doanh mới được đề xuất xây dựng thêm. Vậy là sự lo lắng của các doanh nghiệp và các chuyên gia về việc điều kiện kinh doanh vô lý chưa cắt được đã mọc thêm là có cơ sở. Việc chậm trễ trong rà soát và soạn dự thảo nghị định để trình chính phủ giữa các bộ khiến nhiều người lo ngại mục tiêu cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh khó có thể đạt được trong năm 2018. Các chuyên gia cũng nhận định rằng để nâng cao hiệu quả của việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh thì tiến trình rà soát, cắt giảm không nên giao cho các vụ cục của các bộ ngành thực hiện, bởi họ chính là bộ phận có quyền cấp phép thì sẽ không có động lực để cắt giảm. Có lẽ việc làm cần thiết là phải có một tổ chức, một cơ chế cụ thể hơn để tiến trình cắt giảm điều kiện kinh doanh được thực chất và nhanh chóng. Có thể đến bây giờ đã là muộn, nhưng muộn còn hơn không. Chất lượng quy định về điều kiện kinh doanh hầu như chưa có thay đổi đáng kể. Vẫn tương tự như hơn 10 năm trước đây. Tác động tiêu cực và bất cập của quy định về điều kiện kinh doanh vẫn luôn luôn là bức xúc lớn của các doanh nghiệp và cũng là trăn trở của nhiều nhà cải cách. Đây là vấn đề nổi cộm trong suốt một thời gian dài, nhưng thực ra tại thời điểm này thì đây là một vấn đề rất là nóng, bởi vì là như chúng ta đã theo dõi hội thảo ngày hôm nay thì hầu hết các doanh nghiệp ấy họ đều có những cái thắc mắc là khi họ thấy được những cái nghị quyết cũng như chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đều đưa ra một cái thông điệp là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo ra một cái môi trường đầu tư rất là hấp dẫn. Thế nhưng mà thực tế khi mà các cơ quan thuế từ Bộ Tài chính cho đến Tổng cục Thuế và Cục Thuế địa phương khi mà tiến hành thanh tra kiểm tra thì luôn luôn là ở cái tình trạng là đối đầu với doanh nghiệp. Rõ ràng chúng ta có hẳn một bộ phận thuộc Bộ Tư pháp có chức năng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật. Nhưng dường như cơ quan này chưa có được một tiếng nói và quyền lực thực sự để có thể giúp tham mưu cho chính phủ, cũng như đủ mạnh tay để cắt giảm những điều kiện hoặc những đề xuất của các bộ khác. Thực ra thì đúng là cho đến nay thì tôi cho rằng là về mặt lâu dài chúng ta vẫn cần phải có một bộ xét về mặt tổ chức, cần có một cơ quan nào đó hoặc là mới hoặc là hiện tại, tức là một cái ủy ban hoặc là một cơ quan nào đó mà họ làm cái nhiệm vụ theo tôi gọi là canh giữ sự quay trở lại các điều kiện kinh doanh. Quả thực, cắt giảm điều kiện kinh doanh có lẽ không thể trông chờ vào nỗ lực của một bộ, ban ngành nào cả, mà phải là sự nỗ lực tổng hợp của các cá nhân đứng đầu, của tập thể tham mưu chính sách thì may ra mới có thể nhìn thấy kết quả. Cái thách thức lớn nhất là hiện nay khi mà chúng tôi cũng nghiên cứu xem xét những cái phương án đơn giản hóa thì các cái thứ nhất là các bộ có tiến triển thì là cái điểm mừng, nhưng cái mà tôi vẫn nhìn nhận là hiện nay cái số điều kiện kinh doanh mà cắt giảm vẫn đang ở cái phần tôi gọi là phần dễ,
Phần dễ có nghĩa rằng là họ mới chỉ gọi là tập trung vào những cái điều kiện mà nó vô cùng dễ đọc lên cái có thể thấy rằng nó không hợp lý. Đọc lên cái có thể thấy một người bình thường cũng có thể thấy rằng là nó không cần thiết. Ví dụ như các cái yêu cầu là có sức khỏe tốt, có đạo đức tốt, hay là có địa điểm rõ ràng, hay là những cái như vậy, những cái điều kiện đấy nó mới chỉ dừng lại ở cái phần mà tôi tạm gọi là bỏ đi thì chưa chết ai, hay là bỏ đi thì chưa ảnh hưởng gì lớn đến cái gọi là câu chuyện quản lý của các bộ ngành. Theo tài liệu của OECD, vào năm 1980, Thụy Điển ban hành một đạo luật cắt xén giúp bãi bỏ hàng trăm quy định về điều kiện kinh doanh. Ví dụ, ở lĩnh vực giáo dục đã bãi bỏ gần 90% các quy định. Đồng thời, luật cắt xén với cơ chế đăng ký quy định còn giúp làm giảm tốc độ ban hành quy định mới. Còn ở Hàn Quốc, vào giai đoạn năm 1997-1998, Ủy ban Cải cách Pháp luật đã áp dụng phương pháp máy chém dưới hình thức một sắc lệnh của Tổng thống để cắt giảm quy định. Họ buộc các cơ quan nhà nước phải chứng minh sự cần thiết của quy chế hành chính. Nếu không chứng minh được, thì quy chế đó sẽ đương nhiên bị hủy bỏ. Nhờ một cuộc triệt để như vậy, trong vòng gần 2 năm, Hàn Quốc đã hủy bỏ gần 1/2 số quy chế hành chính. Từ số lượng 11.125 quy chế vào đầu năm 1998, đã giảm xuống còn 6.308 quy chế vào cuối năm 1999, chưa kể 2.411 quy chế đã được sửa đổi. Hay ở Canada, nguyên tắc được áp dụng để hạn chế điều kiện kinh doanh là nguyên tắc 1:1, nghĩa là nếu đưa ra một điều kiện mới thì phải bãi bỏ một điều kiện hiện hành. Với tốc độ cải cách như hiện nay thì nếu nói 2018 thì khó đạt, nhưng giữa 2019 thì chắc là đạt được mục tiêu là bãi bỏ ít nhất là 50% số điều kiện kinh doanh hiện hành. Số điều kiện kinh doanh hiện hành là thống kê của 2017. Thực ra thì khi mà chúng tôi đề xuất tham mưu cho chính phủ khi xây dựng cái gọi cắt giảm 50 điều kiện kinh doanh thì điều đó có dựa trên những cái đánh giá giả soát của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng là cái chỉ tiêu 50% là một chỉ tiêu thậm chí còn là khiêm tốn. Và cái thậm chí nếu như mở rộng cái điều kiện kinh doanh ra thì nếu như các bộ ngành mà làm một cách tích cực thì đôi khi họ giả soát là giả soát tổng thể các quy định có liên quan, thậm chí nó vượt qua ngoài cái điều kiện kinh doanh. Thì bất kể một quy định nào mà nó cản trở gây khó khăn cho doanh nghiệp thì đáng nhẽ cũng nên kết hợp để giả soát bãi bỏ trong lần này. Thế thì như vậy rõ ràng là theo tôi thì cái mục tiêu 50% không phải là một mục tiêu quá mức có thể đạt được. Và thậm chí tôi cho rằng là nếu như các bộ làm một cách quyết liệt hơn thì thậm chí con số nó có thể là nhiều hơn rất nhiều. Và thậm chí ngay cả cái, tôi cho rằng ngay cả bây giờ những cái phương án sơ bộ, rất nhiều bộ ngành họ cũng đã công bố con số trên 50%. Vậy nên điều quan trọng là liệu chúng ta có thể có được một công cụ đủ sắc bén, một cơ chế giám sát thực sự sát sao và mạnh mẽ không, thì mới có thể xử lý được những vướng mắc đang tồn tại trong công cuộc cắt giảm điều kiện kinh doanh. Như thường lệ, phần cuối của chương trình mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, anh Nguyễn Văn Bình ở Hà Nội có gửi thư về chương trình và hỏi: tôi có một thắc mắc rất mong luật sư giải đáp. Công ty tôi là công ty nước ngoài có thành lập văn phòng đại diện và công ty con tại Việt Nam. Vậy trưởng văn phòng đại diện có được đồng thời là giám đốc công ty con ở Việt Nam hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn một luật sư trả lời. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Căn cứ theo quy định tại điểm D khoản 6 điều 33 nghị định số 07 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết về luật thương mại, văn phòng đại diện chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, người đứng đầu văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. Như vậy, đối chiếu vào trường hợp bạn hỏi thì doanh nghiệp nước ngoài của bạn là thương nhân nước ngoài thì trưởng văn phòng đại diện sẽ không được đồng thời là giám đốc của công ty con thành lập ở Việt Nam. Tôi xin hết. Cảm ơn luật sư ạ. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và đừng quên, chương trình luật sư doanh nghiệp sẽ được phát sóng vào khung giờ mới 21:15 thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và gặp lại.
Thanh.